Xin mời các cô chị Nicky. Ôi trời, sao hai người nắm tay tung tăng vậy? Là có thật sự mạnh mẽ chưa anh? Đừng qua bên này, giới thiệu anh. Thiệu anh. Loại liền thí sinh này. Sao vậy ngoại? Vừa mới tông vô lá phổi của hót. Trời ơi, thôi sao mày không dám làm vậy vậy Kỳ? Không có, tại vì bị cản đường quá đó. Lỡ rồi. Lỡ thôi. Mà không hiểu sao chương trình nha, giới thiệu Anh Trai mà qua tới nay Anh Trai bước vô nha là toàn nắm tay nắm chân rồi tung tăng rồi đi cách quốc là mấy bà nữ tàn hình. Tại vì là lúc đầu bọn em vào là bọn em nghĩ là làm sao để kết nối tình anh em. Đúng rồi. Bọn em mới nắm tay nhau đi vô. Rồi ai anh ai em? Không, thật sự thì Nicky đang dìu dắt cũng như là mở đường cho em là có một cái chị lót ở trong Anh Trai C2 mùa 2. Anh ơi, anh nhờ Nicky dẫn dắt là có chừng làm nha. Ủa Nicky lần chương trình trước á là dắt ai là người đó bị loại. Vậy sao em nói là em vô tận là bán kết lận? Anh ơi, bán kết tứ kết là em nè, Nicky vô cái là em bị loại liền cái đẹp đó luôn. Trời ơi, em có cái điều này. Em tự mệnh danh mình là đại sứ vòng loại của chương trình Anh Trai C2. Nhưng mà cái vòng nào em cũng có mặt hết á. Nên là em dắt anh thì là anh cũng vào được. Hồi nãy là em dắt anh cái tay này đúng không? Dạ. Anh ơi, nếu mà rửa dễ vậy thì chung kết đâu còn 16 người. Ủa vậy hả? Nicky á là đụng ai là loại người đó, nhìn tới thôi là muốn bị loại rồi. Chưa thì em đã thấy có cái trường mà không đoàn kết ở đây rồi. Thôi giỡn thôi, giỡn thôi. Anh mê em cái bài Một Chuyện Là Do Em Đó. Bây giờ em làm lại đoạn được. Ok, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn nhé. Hello mọi người, em là Nicky. Bây giờ em xin được thể hiện ca khúc Catch Me If You Can. Em không nhớ đâu, em không nhớ đâu. Có thật sự là đêm đó mình diễn không? Hay là công nghệ AI? AI chắc luôn. AI vẽ ra em đúng không? Em bị loại sớm quá nên em quên. Nicky, tiếng Anh là Catch Me If You Can, tiếng Việt Việt sắp lại gì? Đố anh bắt được em, bắt được em. Tính ra cái phần Việt sub là em thể hiện đúng tinh thần hơn. Tự nhiên cái việc khác em nhớ ra, em hát nha. Có phải múa phụ họa không? Có chứ, em thuộc không này. Mọi chuyện là do em đó, không tin em nhìn xem. Đừng vì một, đừng vì một. À, ủa em quăng ai gì? Em dùng cái gì xuống biển vậy Nicky? Dùng xuống biển vậy Nicky? Nó vậy ạ. Cái này nhẹ này, con này nhẹ này. Dễ thương hả? Nói chung là hay ho đó. Hay đó, hay hết. Biết sao Nicky bị lợn chưa? Tại vì nét bị dằn mặt phải giám khảo rồi đó. Thì đó dục cái cúp hả? Dục cái cúp. Đồng hành cùng Miss Universe Việt Nam 2024 được phát sóng vào thứ Sáu lúc 20 giờ trên siêu ứng dụng giải trí VieON, 20 giờ 30 phút trên kênh DST Entertainment.